Xin cảm ơn MC đã giới thiệu về Việt Anh. Và Việt Anh xin chào các anh chị trong phòng Zoom. Chúc anh chị có một buổi tối vui vẻ và thu hoạch được nhiều kiến thức bổ ích. Trước phần chia sẻ của Việt Anh, các anh chị đã được xem phần minh họa sản phẩm rất là tuyệt vời từ cô Thái Bảo đúng không ạ? Và sau các sản phẩm tuyệt vời đó chứa được một cái cơ hội kinh doanh tiềm năng. Và Việt Anh sẽ chia sẻ cho các anh chị trong phòng Zoom cơ hội kinh doanh cùng Amway. Việt Anh sẽ xin phép chia sẻ màn hình slide. Trong phần chia sẻ của mình thì Việt Anh sẽ chia sẻ với các anh chị trong phòng Zoom 4 phần. Đầu tiên là về sản phẩm, về công ty, quyền lợi và điều kiện hợp tác. Vậy thì đầu tiên khi tìm hiểu về một lĩnh vực, nhất là về kinh doanh, thì các anh chị quan tâm đến điều gì ạ? Các anh chị có thể đưa ý kiến của mình trên khung chat để cùng tương tác với Việt Anh được không ạ? Và đầu tiên, khi chúng ta tìm hiểu kinh doanh để hợp tác thì chúng ta sẽ quan trọng nhất là tìm hiểu về sản phẩm. Sản phẩm là linh hồn của một kinh doanh. Và khi sản phẩm có an toàn và chất lượng hay không thì đó là một ưu điểm của ngành nghề kinh doanh đó. Và ngoài ra, chúng ta sẽ tìm hiểu về công ty đúng không ạ? Công ty đó có pháp lý rõ ràng hay không? Khi mà công ty có pháp lý rõ ràng thì các anh chị sẽ yên tâm cộng tác và phát triển cái kinh doanh của mình một cách bền vững. Và ngoài ra, phần các anh chị quan tâm nhất đó chính là quyền lợi khi cộng tác với công ty để phát triển sản phẩm này ra thị trường là gì và điều kiện để hợp tác với công ty là gì. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu. Và hiện nay công ty Amway đang phân phối trên thị trường Việt Nam 4 dòng sản phẩm chính. Đầu tiên là dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe Nutrilite, thứ hai là dòng sản phẩm chăm sóc da Atici, thứ ba là dòng sản phẩm chăm sóc cá nhân Personal Care và cuối cùng là dòng sản phẩm chăm sóc gia dụng Amway Home. Xin mời các anh chị cùng xem một video về các dòng sản phẩm. Đầu tiên, đó là dòng thương hiệu Nutrilite. Nutrilite là nhãn hiệu vitamin thực phẩm bổ sung dinh dưỡng bán chạy số 1 thế giới. Và đây là được chứng nhận bởi tổ chức Euromonitor. Và ngoài ra, Nutrilite sở hữu 4 trang trại hữu cơ được chứng nhận bởi tổ chức thứ 3 uy tín bậc nhất trên thế giới. Nutrilite sở hữu hơn 1.000 nhà khoa học nghiên cứu và rất nhiều các bằng sáng chế với quy trình sản xuất 9 bước khép kín. Và Nutrilite thì vinh dự đạt chứng nhận USDA là một chứng nhận được kiểm duyệt rất là khắt khe và uy tín bậc nhất thế giới về thực phẩm hữu cơ do Bộ Nông nghiệp Mỹ cấp. Nutrilite tự hào về hành trình hơn 80 năm liên tục cải tiến và phát triển, là một thương hiệu tiên phong chăm sóc sức khỏe của hàng triệu người trên thế giới. Và tiếp theo là dòng mỹ phẩm Atici. Atici là thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da hàng đầu thế giới, thuộc vào top 10 mỹ phẩm cao cấp về dòng mỹ phẩm cá nhân hóa và là nhà tài trợ kim cương độc quyền của Liên hoan phim quốc tế Busan tại Hàn Quốc liên tục từ năm 2012 cho đến nay. Và trong lịch sử phát triển 60 năm từ năm 1959 cho đến nay, thương hiệu Atici trên thế giới cũng như ở Việt Nam đã đào tạo ra rất nhiều các thế hệ, các chuyên gia từ các cuộc thi Fashionista và Atici Star. Và hệ thống Đồng Thịnh rất là vinh dự đã có hai gương mặt đại diện trưởng thành từ chương trình cuộc thi Atici Star và Fashionista này. Đó chính là Việt Anh và bạn Lê Lan Nguyễn.
Ngoài ra, dòng sản phẩm thứ ba đó chính là dòng sản phẩm chăm sóc cá nhân. Dòng sản phẩm chăm sóc cá nhân này thì gồm có sản phẩm chăm sóc răng miệng, kem đánh răng, nước xịt họng, rồi bàn chải đánh răng, dòng sản phẩm chăm sóc tóc, phục hồi và chăm sóc các vấn đề về tóc, và dòng sản phẩm chăm sóc cơ thể như sữa tắm, sữa dưỡng thể, nước rửa tay, nước rửa tay và lăn khử mùi. Ngoài ra, dòng sản phẩm cuối cùng cũng là dòng sản phẩm đặc biệt nhất, đó chính là dòng sản phẩm chăm sóc gia dụng. Dòng sản phẩm này đạt chứng nhận Safer Choice do Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ EPA cung cấp. Và dòng sản phẩm này có một điều đặc biệt là sử dụng công nghệ sinh học BioQuest Formula, rất an toàn đối với người sử dụng. Tại dòng sản phẩm chăm sóc gia dụng này thì còn có sản phẩm ô liu và nồi hoàng hậu, cũng hiện nay công ty Amway cũng đang phân phối tại thị trường Việt Nam. Wow, bốn dòng sản phẩm vừa qua rất là đa dạng và đều ở chất lượng, được các cơ quan uy tín hàng đầu trên thế giới đặt cung cấp chất lượng. Vậy thì các anh chị hãy tha hồ lựa chọn các cái sản phẩm mà mình yêu thích, phù hợp với mình để bắt đầu kinh doanh, đúng không ạ? Và sau khi tìm hiểu về sản phẩm rồi, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về công ty. Đây là hình ảnh trụ sở của công ty Amway tại Ada, Michigan, Hoa Kỳ. Và công ty Amway được thành lập dưới sự kết hợp của hai nhà đồng sáng lập, đó chính là hai người bạn thân là Jevan Ando và Rick DeVos. Và trong chặng đường phát triển từ năm 1959 cho đến nay, công ty Amway đã mở rộng mạng lưới trên 109 quốc gia và vùng lãnh thổ. Và tại thị trường Việt Nam, công ty Amway cam kết lâu dài với hai nhà máy và phát triển bền vững từ năm 2008 cho đến nay. Mời các anh chị cùng xem một video về chặng đường phát triển của Amway Việt Nam. Năm 2008, tập đoàn Amway chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu, công ty đã cam kết phát triển dài lâu bằng việc xây dựng nhà máy đầu tiên tại khu công nghiệp Amata, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Không chỉ tạo ra những sản phẩm chất lượng đạt chuẩn quốc tế. Năm 2009, đạt chứng chỉ ISO 9001. Năm 2012, là công ty bán hàng trực tiếp đầu tiên nhận được các chứng chỉ ISO 14001 và OSAS 18001. Năm 2014, đạt chứng chỉ ISO 22000 về an toàn thực phẩm. Lần thứ hai liên tiếp đạt thương hiệu đáng tin cậy tại giải thưởng trồng vàng. Năm 2015, đạt giải thưởng sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng do Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam trao tặng. Mà Amway Việt Nam còn mang đến cơ hội kinh doanh cho hơn 300.000 nhà phân phối. Phát triển mạnh mẽ với 10 trung tâm phân phối và 2 cửa hàng trên cả nước, cùng 3 trung tâm huấn luyện tại thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Công ty chú trọng đầu tư huấn luyện, nâng cao kỹ năng cho các nhà phân phối, với hơn 600.000 lượt nhà phân phối tham gia huấn luyện. Không chỉ tập trung phát triển kinh doanh, Amway Việt Nam cam kết trách nhiệm với cộng đồng, mang nụ cười và hy vọng đến với trẻ em kém may mắn. Dựa trên triết lý kinh doanh đúng đắn và các giá trị cốt lõi, sau hơn 7 năm, công ty Amway tiếp tục phát triển lớn mạnh, dẫn đầu thị trường bán hàng trực tiếp tại Việt Nam. Và tiếp nối những thành công đó, vào tháng 9 năm 2015, một cột mốc quan trọng, một niềm tự hào mới, đó chính là nhà máy thứ hai tại Bình Dương. Amway là công ty bán hàng trực tiếp duy nhất tại Việt Nam, có hai nhà máy sản xuất. Điều này đã chứng minh cho sự cam kết dài lâu của tập đoàn tại thị trường Việt Nam. Dây chuyền sản xuất với công suất hơn 23 triệu sản phẩm trên một năm. Những sản phẩm chất lượng này không chỉ được phân phối tại thị trường Việt Nam mà còn xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á. An toàn về lao động và lưu trữ luôn là yếu tố ưu tiên hàng đầu của nhà máy Amway tại Bình Dương. Công ty Amway phát triển bền vững và đồng hành cùng các nhà phân phối với 6 giá trị cốt lõi và 4 nguyên tắc nền tảng cùng một con đường nơi cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Và thứ ba, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về quyền lợi.
Quyền lợi ở đây nói rõ ràng cụ thể hơn, đó chính là nguồn thu nhập từ kinh doanh này mang lại. Và thu nhập kinh doanh này đến từ 3 cách thức. Đầu tiên, đó chính là tiêu dùng cho bản thân. Tiêu dùng cho bản thân thì sẽ giúp các anh chị tiết kiệm hơn khi anh chị chủ động mua sản phẩm từ công ty. Và khi các anh chị tiêu dùng cho bản thân và đi chia sẻ, giới thiệu các sản phẩm này ra trên thị trường, thì các anh chị sẽ có một nguồn thu nhập ngay lập tức từ việc bán lẻ các sản phẩm và hoa hồng dựa trên doanh số hàng tháng. Và ngoài ra, thu nhập sẽ đến từ việc hoạt động xây dựng đội nhóm. Bên cạnh trả thưởng cơ bản thì còn có chế độ trả thưởng đặc biệt dành cho các nhà phân phối phát triển đội nhóm kinh doanh một cách bền vững. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cụ thể khi tiêu dùng cho bản thân. Ví dụ như một sản phẩm Nutrilite viên chất xơ, các anh chị khi mua sản phẩm này tại công ty thì chúng ta thích mua với giá 532.000 hay thích mua với giá là 484.000 ạ? Vâng, chúng ta thích mua với giá rẻ hơn sẽ được hời hơn đúng không ạ? Vậy thì khi trực tiếp chúng ta chủ động mua từ công ty Amway thì các anh chị sẽ được tiêu dùng tiết kiệm được 48.000 ạ. Và ngoài ra khi chúng ta tiêu dùng và chúng ta cảm thấy sản phẩm tốt thì người Việt Nam thường có thói quen là khi có cái gì tốt thì chúng ta sẽ đi chia sẻ cho người thân, bạn bè và những người xung quanh chúng ta. Vậy thì khi bạn cảm thấy tốt, bạn đi chia sẻ và bán được sản phẩm này thì đầu tiên bạn sẽ có được một cái lợi nhuận 10%, 48.000 và đồng thời trong tháng sẽ nhận được một hoa hồng từ 3 đến 21% gọi là hoa hồng doanh số hàng tháng. Vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lợi ích từ bán hàng, từ việc bán lẻ sản phẩm là gì. Trong video này, hãy cùng tìm hiểu về lợi nhuận bán lẻ nhé. Lợi nhuận bán lẻ giúp bạn có được thu nhập ngay tức thời và bán sản phẩm cho khách hàng chính là nền tảng của kinh doanh Amway. Với vai trò là nhà phân phối, bạn được mua tất cả các sản phẩm của Amway với giá thấp hơn. Và khi bán cho khách hàng, bạn có thể nhận được lợi nhuận bán lẻ trên mỗi sản phẩm. Như vậy, lợi nhuận bán lẻ là gì? Đó chính là sự chênh lệch giữa mức giá mà bạn phải trả khi mua sản phẩm của Amway và mức giá bạn bán ra cho khách hàng. Ví dụ, Hùng là một nhà phân phối mới và Hùng muốn bán sản phẩm Nutrilite. Anh ấy có thể xem giá sản phẩm bằng cách đăng nhập vào trang thông tin hoặc ứng dụng của Amway và chọn một sản phẩm. Với sản phẩm này, Hùng sẽ phải mua với giá 484.000 đồng. Cũng với sản phẩm này, Hùng sẽ thấy giá bán cho khách hàng là 532.000 đồng. Đây là mức giá bán lẻ mà Amway khuyến nghị. Hùng mua sản phẩm với giá bán cho nhà phân phối và bán ra cho khách hàng với mức giá bán lẻ khuyến nghị. Để xác định lợi nhuận bán lẻ, Hùng lấy 532.000 đồng thu được từ việc bán sản phẩm, trừ đi 484.000 đồng mà anh đã dùng để mua sản phẩm này. Lợi nhuận bán lẻ Hùng có được là 48.000 đồng. Amway cung cấp giá bán lẻ khuyến nghị và bạn sẽ quyết định số tiền bán sản phẩm cho khách hàng. Hãy bắt đầu tạo ra thu nhập tức thời bằng cách bán sản phẩm và nhận lợi nhuận bán lẻ. Và đó là lợi nhuận bán lẻ khi chúng ta chia sẻ những sản phẩm đầu tiên ra thị trường. Và kinh doanh này là một kinh doanh công bằng. Vậy theo như sơ đồ mà các anh chị đang nhìn thấy trên slide, thì ở nhà phân phối Minh, nhà phân phối Huy và nhà phân phối Hoa. Nhà phân phối Minh thì tiêu dùng sản phẩm và nhà phân phối Hoa thì cũng tiêu dùng và giới thiệu sản phẩm. Còn nhà phân phối cuối cùng thì bán hàng và xây dựng đội nhóm. Vậy thì chúng ta hãy cùng xem thu nhập của ba nhà phân phối này như thế nào. Và theo như các anh chị được nhìn thấy thì nhà phân phối Hoa là người có công đi bán hàng và chia sẻ xây dựng đội nhóm dưới mình là ba nhà phân phối ABC, giúp cho ba người này có thu nhập đưa ra phân phối đưa ra thị trường mỗi người được 1,5 triệu đồng. Vậy thì thu nhập của nhà phân phối Hoa này được nhiều nhất. Và tương đương ở bên trên, nhà phân phối Huy giới thiệu ra nhà phân phối Hoa và anh này cũng tiêu dùng và bán hàng cho nhà phân phối Hoa, vậy thì anh này được thu nhập ít hơn. Và nhà phân phối Minh hướng dẫn và giới thiệu cho nhà phân phối Huy, nhưng anh này không chia sẻ sản phẩm, không bán hàng, chỉ tiêu dùng. Vậy nhà phân phối Minh không có thu nhập. Vậy thì đây là một kinh doanh công bằng mà thu hút rất nhiều người cộng tác cùng với Amway, bởi vì cái giá trị công bằng này, được biểu hiện ở chỗ nhà phân phối, thu nhập của nhà phân phối sẽ được hưởng theo cái mức công sức lao động, người làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít và không làm không hưởng.
Và khi chúng ta bắt đầu sự nghiệp kinh doanh rồi và chúng ta sẽ quyết định là kinh doanh của chúng ta lớn hay nhỏ, giúp đỡ bao nhiêu người và thu nhập bao nhiêu là hoàn toàn do chúng ta quyết định. Công ty Amway không bắt buộc nhà phân phối phải làm bao nhiêu phần trăm và thu nhập bao nhiêu tiền trong một tháng. Điều này chính là một ý nghĩa là đây là một sự nghiệp kinh doanh làm chủ. Và làm chủ là chúng ta được quyền quyết định tất cả mọi thứ liên quan đến kinh doanh của chúng ta. Từ người khách hàng, từ cách thức bán hàng, từ thu nhập của chúng ta nhận được hàng tháng. Và trong bảng minh họa này thì ví dụ bạn là một nhà phân phối mới và bạn đã có công đi chia sẻ và giúp đỡ cho ba nhà phân phối tuyến dưới ABC đưa ra thị trường 5 triệu một tháng. Và thu nhập của ba nhà phân phối này tương đương với lại mức thành tích 3%. Vậy ba nhà phân phối này có thu nhập là mỗi người 150.000 đồng. Vậy thì từ bạn trở xuống đã đưa ra thị trường được tổng số 20 triệu đồng. Theo như bảng hoa hồng này, tổng số cả nhóm sẽ được 6%. Vậy thì thu nhập của bạn sẽ đến từ việc hoa hồng bán lẻ 10%, 500.000 đồng. Và hoa hồng xây dựng hệ thống, vậy thì tổng số bạn sẽ có thu nhập là 1.250.000 đến từ việc bạn đi chia sẻ và giúp đỡ cho ba nhà phân phối đưa ra thị trường 5 triệu đồng. Tương tự như vậy, chưa dừng lại ở đó, bạn còn giúp đỡ được ba nhà phân phối này có thu nhập cao hơn trong tháng sau. Mỗi nhà phân phối đưa ra thị trường được 20 triệu đồng và có một nguồn thu nhập giống như bạn tháng trước. Mỗi nhà phân phối thu nhập 1.250.000 đồng. Vậy thì từ bạn trở xuống, cả nhóm sẽ đưa ra thị trường 65 triệu đồng. Vậy thu nhập hiện tại của bạn trong tháng này sẽ gồm có 500.000 đồng hoa hồng bán lẻ cộng với 4.2 triệu tiền hoa hồng xây dựng hệ thống. Và tại mức thành tích này thì bạn đưa ra thị trường mức thành tích 12%. Và công ty sẽ tặng thêm bạn một tưởng thưởng thêm một mức hoa hồng, đó là hoa hồng Bronze Foundation 15%. Và chúng ta sẽ cùng xem video về mức hoa hồng này. Tiền thưởng Bronze Foundation là tiền thưởng đặc biệt đầu tiên nhằm để tưởng thưởng cho thành tích cá nhân và thành tích của đội nhóm mà bạn bảo trợ. Tiền thưởng này được thiết kế nhằm tưởng thưởng cho nhà phân phối xây dựng kinh doanh bằng việc bán hàng cho khách hàng và giúp ít nhất ba tuyến dưới làm điều tương tự. Với cách thức này, bạn đang nỗ lực phát triển kinh doanh và bảo trợ người mới để trở thành một phần của đội nhóm. Để đủ điều kiện nhận tiền thưởng này mỗi tháng, bạn phải thỏa các điều kiện sau. Đạt mức phần trăm hoa hồng thành tích từ 9% trở lên. Có ít nhất 3 nhánh bảo trợ trực tiếp, mỗi nhánh đạt mức phần trăm hoa hồng thành tích từ 3% trở lên trong tháng. Trong các nhánh này, có ít nhất 2 trong 3 nhánh, trong đó mỗi nhánh có ít nhất một nhà phân phối tuyến dưới thỏa điều kiện sau, đạt 3% hoa hồng thành tích trở lên. Giá trị điểm cá nhân đến từ khách hàng thỏa điều kiện trong tháng lớn hơn hoặc bằng 50 DV. Đồng thời, giá trị điểm cá nhân tối thiểu của bạn đến từ khách hàng thỏa điều kiện trong tháng phải lớn hơn hoặc bằng 50 DV. Tiền thưởng được tính bằng cách lấy hệ số tính thưởng nhân với hoa hồng thành tích trong tháng mà bạn thỏa điều kiện. Không có bất kỳ giới hạn nào đối với hoa hồng thành tích mà bạn nhận được trong những tháng này. Hãy tiếp tục tăng trưởng cao hơn mức 9%. Hoa hồng thành tích của bạn càng cao thì tiền thưởng Bronze Foundation càng nhiều. Hãy nỗ lực bán hàng và xây dựng đội nhóm để tối đa hóa thu nhập từ kế hoạch trả thưởng cơ bản và kế hoạch trả thưởng đặc biệt Corblet. Để tìm hiểu thêm, hãy tham khảo các tài liệu từ Amway và trao đổi về tiến trình của bạn. Tiền thưởng Bronze Foundation. Vâng. Không dừng lại đó. Tháng tiếp theo, bạn giúp đỡ được 3 nhà phân phối ABC, mỗi người đưa ra thị trường 65 triệu và có mức thu nhập bằng thu nhập của bạn tháng trước là 4.700.000 đồng. Vậy thì từ bạn trở xuống đã đưa ra thị trường với mức doanh số là 200 triệu đồng. Vậy thì với mức doanh số này, bạn đã hoàn thành mức thành tích là 18%. Tại mức doanh số này thì bạn sẽ được công ty công nhận là mức danh hiệu đầu tiên, đó là mức danh hiệu đồng. Và đương nhiên bạn sẽ được tưởng thưởng thêm 15% tiền thưởng Bronze Foundation và thêm 20% tiền thưởng Bronze Builder cho công sức cố gắng nỗ lực của bạn. Và tổng số thu nhập của bạn trong tháng này là 13.100.000. Vậy thì chúng ta cùng xem video về mức tiền thưởng Bronze Builder này như thế nào nhé.
Tin thưởng Brand Builder nhằm tưởng thưởng cho thành tích của bạn và thành tích của đội nhóm mà bạn bảo trợ. Đây cũng là tin thưởng đặc biệt mang đến sự công nhận danh hiệu dựa trên một số điều kiện nhất định. Tin thưởng này được thiết kế để tiếp tục tưởng thưởng cho những nhà phân phối xây dựng kinh doanh bằng việc bán hàng và bảo trợ ít nhất 3 tuyến dưới làm điều tương tự. Để nhận tin thưởng này mỗi tháng, bạn phải thỏa các điều kiện sau. Đạt mức phần trăm hoa hồng thành tích trong tháng từ 15% trở lên. Có ít nhất 3 nhánh bảo trợ trực tiếp, mỗi nhánh đạt mức phần trăm hoa hồng thành tích ít nhất từ 6% trở lên trong tháng. Trong các nhánh này, có ít nhất 2 trong 3 nhánh. Trong đó mỗi nhánh, có ít nhất 1 nhà phân phối tuyển dưới thỏa điều kiện sau, đạt 6% hoa hồng thành tích trở lên. Giá trị điểm cá nhân đến từ khách hàng thỏa điều kiện trong tháng lớn hơn hoặc bằng 50 PV. Đồng thời, giá trị điểm cá nhân tối thiểu của bạn đến từ khách hàng thỏa điều kiện trong tháng phải lớn hơn hoặc bằng 50 BV. Để nhận tiền thưởng Brand Builder, hãy xây dựng hệ thống rộng hơn bằng cách bảo trợ thêm nhiều tuyến dưới trực tiếp tạo ra doanh số. Điều này có thể giúp bạn đạt 15% hoa hồng thành tích trở lên. Tiền thưởng này được tính bằng cách lấy hệ số tính thưởng nhân với hoa hồng thành tích trong tháng bằng thỏa điều kiện nhận thưởng. Tiền thưởng này không giới hạn mức hoa hồng thành tích của bạn, vì thế hãy tiếp tục tăng trưởng cao hơn mức 15%. Hoa hồng thành tích càng cao, tiền thưởng Brand Builder càng nhiều. Khi đạt tiền thưởng Brand Builder, bạn sẽ được công nhận danh hiệu Brand. Hãy nỗ lực bán hàng và xây dựng đội nhóm để tối đa hóa thu nhập từ kế hoạch trả thưởng cơ bản và kế hoạch trả thưởng đặc biệt Core Plus. Vâng, ở đây là các gương mặt của hệ thống Đồng Thịnh đã đạt cái danh hiệu Bron và trên Bron. Các anh chị hãy cùng cho tín hiệu số 3 để chúc mừng các anh chị có mặt ở trên slide này. Và tiếp theo, ai sẽ là người góp mặt để được công ty vinh danh trên slide này nữa? Chính là các anh chị. Và chúng ta hãy cùng cố gắng để tạo nên những thành tích tuyệt vời hơn ạ. Và ở kinh doanh này không chỉ dừng lại ở đó. Khi bạn đã nỗ lực giúp cho các nhà phân phối tuyến dưới của mình được thu nhập càng nhiều hơn thì thu nhập của bạn được càng nhiều hơn. Vậy thì trong tháng này bạn đã giúp đỡ cho 3 nhà phân phối ABC thu nhập 15 triệu một tháng giống như bạn tháng trước. Vậy thì tương đương 3 nhà phân phối này đưa ra thị trường mỗi người 100 triệu. Từ bạn trở xuống, tổng doanh số đưa ra thị trường là 305 triệu. Vậy mức thu nhập của bạn lúc này sẽ bằng 19.550.000. Đó là do từ hoa hồng bán lẻ và hoa hồng xây dựng hệ thống. Và với mức thành tích này thì bạn được công ty công nhận là mức thành tích 21%, đạt danh hiệu Silver Producer của công ty. Và bạn đương nhiên là vẫn sẽ được nhận tưởng thưởng phần hoa hồng Bron Foundation và Bron Builder. Đối với kinh doanh Amway thì bạn có cơ hội nhận được thu nhập không giới hạn với 6 loại hoa hồng hàng tháng, 4 loại hoa hồng hàng năm và các loại tiền thưởng đặc biệt. Ngoài ra, ngoài các loại hoa hồng và tiền thưởng rất là đa dạng, thì việc nhận được các khoản bao nhiêu phụ thuộc vào rất lớn vào mục tiêu và sự đầu tư thời gian, nỗ lực và sự gắn bó với kinh doanh của chính bạn. Và Amway thì cam kết tưởng thưởng xứng đáng đối với những nỗ lực của các nhà phân phối. Và ngoài ra, hơn thế nữa, bạn sẽ có cơ hội được đào tạo và phát triển bản thân thông qua các chương trình huấn luyện của công ty Amway Việt Nam. Đó là các chương trình huấn luyện đào tạo cơ bản, chương trình đào tạo trực tuyến trên Amway e-learning và các lớp đào tạo chuyên sâu về cân nặng và làm đẹp. Ngoài ra, có các chương trình đào tạo về lãnh đạo similar. Và chúng ta sẽ cùng tổng kết các loại hoa hồng. Amway có những loại hoa hồng cơ bản, tiền thưởng đặc biệt và công nhận danh hiệu để động viên nhà phân phối đạt được các mục tiêu kinh doanh. Kế hoạch trả thưởng cơ bản là nền tảng tạo ra thu nhập cho nhà phân phối. Nó thể hiện cách nhà phân phối tạo ra thu nhập từ việc bán hàng và giúp đỡ các nhà phân phối khác thành công. Xây dựng hoạt động kinh doanh hiệu quả và bền vững là một hành trình xứng đáng để bạn nỗ lực từ những bước ban đầu. Đó là lý do vì sao Amway tạo ra kế hoạch trả thưởng đặc biệt Core Plus. Core Plus bổ sung cho kế hoạch trả thưởng cơ bản và giúp cơ hội kinh doanh Amway có tính cạnh tranh hơn. Kế hoạch trả thưởng này tạo thêm thu nhập và tưởng thưởng cho nhà phân phối mới, đồng thời giúp nhà phân phối lãnh đạo đạt được những mục tiêu cao hơn. Những nhà phân phối mới bắt đầu kinh doanh có thể nhận được tiền thưởng bán hàng cá nhân lên đến 10% trên doanh số khách hàng đủ điều kiện.
ơn khi bạn bắt đầu xây dựng được một đội nhóm cùng bán sản phẩm, bạn có thể tăng thêm thu nhập với tiền thưởng Bronze Foundation. Nếu tiếp tục kinh doanh cùng đội nhóm để tạo thêm doanh số thì bạn sẽ có thêm thu nhập từ tiền thưởng Bronze Builder. Khi bạn đạt được tiền thưởng này lần đầu tiên, bạn có thể được công nhận danh hiệu Bronze. Đây là bước đệm để bạn hướng tới danh hiệu Silver Producer, Gold Producer, Platinum và cao hơn nữa. Core Plus cũng bao gồm những tiền thưởng mới dành cho nhà phân phối lãnh đạo. Đầu tiên, tiền thưởng tăng trưởng cá nhân giúp bạn tăng thêm thu nhập khi hướng tới danh hiệu Founders Platinum. Bằng cách hướng dẫn tuyến dưới làm tương tự, bạn có thể tiếp tục tăng thêm thu nhập với tiền thưởng tăng trưởng nhóm. Bước này sẽ giúp bạn tiến gần đến danh hiệu Diamond và hơn thế nữa. Tối đa hóa thu nhập từ kế hoạch trả thưởng cơ bản và kế hoạch trả thưởng đặc biệt Core Plus bằng cách liên tục duy trì doanh số tối đa và hỗ trợ tuyến dưới đạt thưởng. Đặt mục tiêu mới và đạt những cột mốc mới, bạn sẽ nhận được nhiều hơn từ kế hoạch trả thưởng Amway. Bây giờ, bạn đã biết được mối liên hệ giữa Core Plus và kế hoạch trả thưởng cơ bản. Tăng thu nhập từ kế hoạch trả thưởng cơ bản sẽ giúp bạn tăng thu nhập từ Core Plus. Để tìm hiểu thêm, hãy tham khảo các tài liệu từ Amway. Với kinh doanh Amway, ngoài giá trị vật chất về thu nhập, nhà phân phối còn được tưởng thưởng bằng các nấc thang danh hiệu được đặt tên bằng các kim loại hoặc đá quý. Điều đó thể hiện sự trân trọng và ghi nhận nỗ lực trong quá trình xây dựng kinh doanh của các nhà phân phối. Thành công của bạn luôn được ghi nhận xứng đáng và luôn luôn có 23 nấc thang danh hiệu chờ đón bạn cùng chinh phục. Và các giá trị của kinh doanh Amway không dừng lại ở đó. Kinh doanh này đã thu hút rất là nhiều nhân tài bởi vì nó còn chứa đựng một cái giá trị rất là tuyệt vời, đó chính là giá trị kế thừa và đảm bảo. Và Việt Anh sẽ lấy ví dụ cho các anh chị trong phòng Zoom ngày hôm nay một mô hình kinh doanh mà chúng ta rất là quen thuộc, đó chính là khi chúng ta chính là những người tiêu dùng và đi mua sắm một cái sản phẩm nào đó thì chúng ta sẽ đến cửa hàng bán lẻ sẽ nhập từ hàng bán buôn sẽ nhập từ đại lý khu vực, đại lý nhập từ tổng đại lý và tổng đại lý thì sẽ nhập hàng từ nhà sản xuất, đúng không ạ? Theo mô hình này thì sẽ tuyển các cái nhân viên kinh doanh và nhân viên sale, và khi các nhân viên kinh doanh và nhân viên sale này gắn bó với lại công ty làm công việc của mình và phát triển cái sản phẩm này đến các cái hệ thống người tiêu dùng ở trên toàn quốc. Và khi những nhân viên này và những kinh doanh này vì một lý do nào đó nghỉ việc, vậy thì theo anh chị, cái hệ thống và cái mạng lưới người tiêu dùng này sẽ chuyển cho ai ạ? Còn liên quan gì đến những cái nhân viên kinh doanh này không ạ? À, đương nhiên là không, đúng không ạ? Và sẽ đương nhiên là sẽ chuyển cho kinh doanh của nhân viên kinh doanh khác. Và như vậy, nếu như trong mô hình kinh doanh này và một người chủ doanh nghiệp đóng vai trò là một tổng đại lý và người tổng đại lý chủ doanh nghiệp này cũng đã vất vả mất rất nhiều thời gian để tạo ra phát triển thị trường và tạo ra các cái đại lý khu vực của mình ở mọi miền địa phương. Vậy thì khi vì một lý do nào đó mà chủ doanh nghiệp này hết hợp đồng với nhà sản xuất, không có hàng để cung ứng cho thị trường nữa, vậy thì người chủ doanh nghiệp này còn tồn tại không ạ? Và cái hệ thống kinh doanh và hệ thống khách hàng mà anh ta đã tạo dựng ra còn liên quan gì đến anh ta không ạ? Không, đúng không ạ? Khác biệt giữa kinh doanh truyền thống, mô hình kinh doanh truyền thống và kinh doanh Amway trực tiếp, đó chính là Amway đã bỏ hết các cái khâu trung gian, từ khâu tổng đại lý cho đến bán buôn, bán lẻ. Amway trực tiếp bắt tay với nhà phân phối để đưa sản phẩm đến trực tiếp tay người tiêu dùng. Và công ty Amway sở hữu các cái nhà máy sản xuất, các siêu thị, kho hàng và phụ trách phát triển sản phẩm. Công ty Amway sở hữu các hệ thống thông tin và bao gồm cả quản trị nhân sự và đăng ký tư cách pháp nhân, hành lang pháp lý để cho các nhà phân phối chỉ có duy nhất một nhiệm vụ, đó chính là bắt tay với công ty Amway để phát triển khách hàng và phát triển mạng lưới nhà phân phối. Và khi đã bỏ công sức ra để phát triển mạng lưới nhà phân phối và hệ thống khách hàng trên mọi miền tổ quốc, thì hệ thống khách hàng và mạng lưới nhà phân phối đó thuộc sở hữu và là tài sản của nhà phân phối. Đây là một cái giá trị đảm bảo kế thừa mà đã thu hút được rất nhiều nhân tài kinh doanh cùng với Amway.
Và đây là hình ảnh của các chuyến du lịch tưởng thưởng mà công ty Amway đã tưởng thưởng cho các nhà phân phối. Thành công với kinh doanh Amway này trong suốt 10 năm qua, từ năm 2009, có rất nhiều các quốc gia từ Trung Quốc, Indonesia, Úc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, New Zealand, Cộng hòa Séc, Dubai, Thụy Sĩ, Hy Lạp. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và xin mời các anh chị cùng trải nghiệm các cái chuyến du lịch của công ty Amway qua màn ảnh nhỏ. Video về du lịch tưởng thưởng của Amway đối với các nhà phân phối rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và các anh chị trong phòng Zoom có thể tìm hiểu mô hình kinh doanh Amway cũng như công ty Amway từ các kênh chính thống qua chương trình học 8 tiếng liên tục được cập nhật thông tin của Bộ Công Thương. Và ngoài ra chúng ta sẽ tìm hiểu là khi chúng ta muốn hợp tác kinh doanh cùng Amway thì hồ sơ để trở thành nhà phân phối gồm có những mục gì, và mời anh chị cùng xem video dưới đây. Chào mừng đến với Amway Việt Nam. Để gia nhập cùng Amway, bạn cần thực hiện 3 bước. Bước 1, ký hợp đồng nhà phân phối. Bước 2, học chương trình đào tạo cơ bản. Bước 3, cấp thẻ thành viên. Trước khi ký hợp đồng, bạn cần chuẩn bị 7 thông tin cơ bản sau: chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân còn hiệu lực của người làm đơn và của vợ hoặc chồng nếu cả hai cùng đăng ký. 2. Một hình 3x4 của người đứng đơn chính và một hình 3x4 của vợ hoặc chồng nếu cả hai cùng đăng ký. 3. Thông tin tài khoản ngân hàng. Lưu ý, không yêu cầu cung cấp bản sao hoặc bản chụp tài khoản ngân hàng. 4. Số điện thoại di động chính chủ. 5. Địa chỉ liên lạc. 6. Bảo trợ trực tiếp. Trong trường hợp chưa có bảo trợ trực tiếp, vui lòng liên hệ Amway gần nhất hoặc tổng đài 1800 1700 để được hỗ trợ. 7. Hợp đồng có đầy đủ chữ ký và được điền thông tin tài khoản, số điện thoại di động, địa chỉ liên lạc, bảo trợ. Vâng. Sau khi nghe phần chia sẻ của Việt Anh thì chắc chắn rằng các anh chị trong phòng Zoom cũng đã sẽ rất là hào hứng về cơ hội kinh doanh này đúng không ạ? Và Việt Anh xin tặng các anh chị một câu, đó chính là hãy nắm bắt cơ hội ngay ngày hôm nay ạ. Và trước khi dừng lời thì Việt Anh bật mí với các anh chị rằng sau phần chia sẻ của Việt Anh sẽ các anh chị sẽ được gặp một vị khách mời rất là đặc biệt. Và anh là một nhà giáo vô cùng tài năng. Và cơ duyên, anh đã bén duyên với kinh doanh Amway và rất là thành công. Và hãy lắng nghe câu chuyện của anh, biết đâu sẽ trả lời được những thắc mắc mà các anh chị
đang tìm kiếm. Việt Anh xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe và Việt Anh xin dừng phần chia sẻ ở đây. Xin nhường lời cho MC ạ.